our business. Và tôi rất là mong rằng tất cả các người nhà phân phối Amway trong group này sẽ rất hào hứng với kinh doanh Amway. Because Amway is a very fantastic business. Bởi vì Amway là một sự nghiệp kinh doanh rất là hào hứng ạ. I would like to share with you my Amway story. Hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về câu chuyện Amway của tôi. Actually, before I join Amway, I'm just ordinary people. I'm working for the company. Vâng, thì trước khi đến với Amway thì thầy là một cái người giống như đi làm bình thường cho một cái công ty đó các bạn. I work as an engineer, and I work very hard in my job. Và thầy là một kỹ sư và thầy đã làm việc rất rất là chăm chỉ. My manager, my boss liked me very much. Và sếp của thầy lúc đó, lúc mà thầy còn đi làm á, rất là thích thầy. So I very enjoy with my job. Và tôi cũng cảm thấy rất là thích với công việc của tôi lúc đó. I don't like to do direct selling. I don't like. Lúc đó thì thầy cũng không có thích gọi là bán hàng trực tiếp. Yeah. Because I'm no good in talking. Và thầy bởi vì thầy cảm nhận là thầy giống như thầy nói không có giỏi. So I very thank you to my upline. My upline is my manager. Vì thế tôi rất là cảm ơn tuyến trên của tôi. Tuyến trên của tôi là cái người giám đốc đó ạ. My sponsor, he joined Amway 3 months earlier than me, 3 months. Và ông ấy đã ký hợp đồng Amway là trước tôi 3 tháng. When he joined Amway, he feel very good. He want to sponsor me, but I said no because I'm no good in direct sales. Và ông ấy đã khi mà tìm hiểu Amway, ông ta rất là hào hứng. Sau đó ông ta bảo trợ tôi, nhưng mà tôi nói không, bởi vì tôi không có biết nói chuyện. But because he is my good friend, so he forced me to join. He asked me to pay money and join. Bởi vì nhưng mà vì mà ông ấy là bạn thân của tôi, nên ông ấy đã bắt tôi là giống như là phải tham gia Amway, và ông ta bỏ tiền ra cho tôi để tham gia Amway. I'm very unhappy, but today I very thank you to him. Lúc đó thì tôi không có vui một chút xíu nào á, nhưng mà hôm nay tôi phải cảm ơn ông ấy. So today maybe your friend invite you inside here to listen to an opportunity. Và hôm nay có thể là bạn của bạn đã mời bạn đến tham gia một cái buổi như ngày hôm nay. Maybe you are the first time to join this type of meeting. Có thể bạn là lần đầu tiên mà bạn đến tham dự một cái buổi mà giống như thế này. Maybe you feel you don't like this type of meeting. Và có thể là bạn sẽ không thích cái cảm giác nó giống như một cái buổi hội thảo như thế này đâu. But if you give yourself an opportunity to try. Nhưng nếu bạn cho chính bản thân bạn một cái cơ hội để thử. In future, you will very thank you to your upline or your friends. Thì có thể trong tương lai bạn sẽ rất rất cảm ơn cái người đã mời bạn ngày hôm nay. So today I very thank you to thankful to my upline. If not because of him, I still have to work for other people. Vâng, và hôm nay một lần nữa thì tôi rất cảm ơn cái người tiến trên của tôi, và tôi cũng cảm ơn không phải là vì ông đó nữa, nhưng mà tôi cũng phải cố gắng. Ngoài sự cảm ơn ra, tôi phải cố gắng tôi làm thêm nữa để giúp đỡ được người khác. So I'm very happy because today I do Amway, a lot of people helping me. Yeah. Và hôm nay thì tôi cũng rất là cảm ơn, bởi vì khi mà trong quá trình tôi làm Amway có rất là nhiều người giúp đỡ tôi. My master in my Amway business is Mr. Khoo Chong Kok. Vâng, và thầy tuyệt vời nhất trong cho Amway đã giúp đỡ tôi, đó là thầy Khoo Chong Kok. Because of Mr. Khoo, that's why today I got Amway business. Vâng, và cũng nhờ thầy Khoo đó mà tôi đã có một cái kinh doanh Amway như ngày hôm nay. Because my sponsor joined Amway after 1 year, he no more do Amway. Và bởi vì cái tiếng trên của tôi á, là tham gia Amway sau gần cả hơn một năm á, thì ông ta mới biết làm Amway. I don't know Mr. Khoo. Mr. Khoo and me are seven generation.
Vâng, và lúc đó thì tôi là tuyến dưới 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 của thầy khu á, là tới 7 tầng lận á các bạn, 7 tầng. Yeah. So today if you do MA, maybe your the person who sponsor you not active. Don't worry, go to your platinum, go to your diamond. Dạ, yeah. Vì thế nếu mà hôm nay cái người mà bảo trợ bạn hoặc là giới thiệu bạn vô Amway, họ sau một thời gian họ không làm nữa, bạn đừng lo lắng. Bạn hãy liên lạc với cái người cao hơn nữa, như là người platinum hay là người diamond ở trên nữa. Your platinum and your diamond is the expert in Amway. If you follow them, you will be successful. Và chính cái người platinum hoặc là diamond đó, họ chính là những cái chuyên gia trong Amway và bạn nên theo những người đó. I also very thankful to Crado, founder of Crado, Mr. Phu Hao Kiên, because he is the number one in the world. Yeah, và tôi cũng muốn cảm ơn một người, đó là người sáng lập ra Crado, hệ thống Crado, người làm Amway giỏi nhất thế giới, và Mr. Phu là cái người đứng ở chính giữa đó các bạn. I learned from Mr. Phu in Philippine market. Vâng, và tôi đã đi theo học thầy Phu từ khi mà thầy còn làm ở thị trường Philippines. I join Amway is only one reason why I want to do. Và tôi lúc đó là tôi đã bắt đầu tay với Amway với một lý do duy nhất, một lý do mà tôi muốn làm. Maybe you must find a reason why you must do Amway. Và bạn nên tìm ra được cho mình một cái lý do đủ lớn vì sao bạn muốn làm Amway. I join Amway is because I want the security. Tôi muốn làm Amway bởi vì tôi muốn sự đảm bảo. Và lý do lớn nhất mà tôi muốn tham gia Amway đó là sự đảm bảo. I'm not because I want to make money. Không chỉ là lý do là kiếm tiền không đâu các bạn. Because I think if I want to make money, I can do a lot of other business also can make money. Vâng. Và nếu mà tôi mà muốn kiếm tiền không á thì tôi làm những cái nghề khác tôi cũng có thể kiếm tiền được. A lot of people tell me do Amway can go for travel. Rất là nhiều người nói với tôi là làm Amway là được thích đi chơi, được thích đi du lịch thoải mái mà miễn phí. But I think it's very difficult to go free travel. If I want to go travel better, I pay for myself. It's easy. Vâng, và tôi nghĩ rằng là đi miễn phí thì khó lắm, nhưng mà đi bằng cái tiền của tôi á, thì nó sẽ dễ hơn. So I do Amway only one reason. That is the security. Và lý do duy nhất mà tôi muốn làm Amway là bởi vì muốn có sự đảm bảo, sự chắc ăn đó bạn. And I face a lot of challenge. I dare not give up Amway because if I give up Amway, I cannot get security. Yeah. Và khi mà làm Amway tôi cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn ở trong đó. Và đó lúc là coi như là muốn từ bỏ, nhưng mà tôi không từ bỏ bởi vì tôi muốn biết là thế nào tôi cũng đạt được những cái giá trị đó. Today I get security. Và for me and my family. Yeah. Và đến ngày hôm nay thì tôi đã chính thức có được cái sự đảm bảo đó cho bản thân tôi và gia đình của tôi. And because I get security, I also get income from Amway and also get a lot of benefit from Amway. Và chính vì khi mà có sự đảm bảo rồi thì tôi cũng có được rất là nhiều thứ từ Amway, như có tiền và có nhiều cái giá trị khác. I just attend the Amway's anniversary, 60 year anniversary. Tôi mới vừa tham dự xong cái buổi mà kỷ niệm 60 năm Amway trên toàn cầu. Amway celebrate anniversary first time is 50 year anniversary. Vâng. Và lần đầu tiên Amway đã kỷ niệm 60 năm Amway có mặt trên toàn cầu. So I also join Amway A50. Và lúc Amway kỷ niệm 50 năm thì tôi tham gia lần thứ nhất và đây là lần thứ hai tôi tham gia. Yeah, I joined the first time. Rồi, tôi đã trải nghiệm một lần thứ nhất vào lúc 50 năm của Amway rồi. So this time I go second time, A60. Và lần này là lần thứ hai mà tôi tham gia vào kỷ niệm Amway 60 năm. I hope next time, A70, you can come. Thầy hy vọng, thầy rất là hy vọng là A70 thì tất cả chúng ta có thể đi tham gia với thầy nhé. So if you want to go A70, you must start to work from now. Vâng.
Và nếu mà các bạn muốn tham dự lễ kỷ niệm mà A70 của Amway thì các bạn hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Otherwise, maybe I go to A70, I cannot see you. Còn nếu không là các bạn sẽ, khi mà tôi A70 tôi đến đó là tôi sẽ không gặp các bạn. I do Amway many years. Tôi làm Amway đã rất là lâu rồi. Already 35 years. 35 năm rồi các bạn. So I travel with Amway in many countries. Và tôi cũng đã đi du lịch với Amway rất là nhiều nước quốc gia. 1991 is the first time I travel with Amway. Năm 1991 á, là năm đó là lần đầu tiên tôi đi du lịch với Amway. 1991 until now, every year we travel with Amway. Và từ năm 1991 đến nay là mỗi năm, năm nào đều đặn tôi cũng đi du lịch với Amway. So we already go to many many countries. Và chúng tôi đã được đi rất rất là nhiều quốc gia khác nhau. This is Hawaii. Đây là ở Hawaii. This is Dubai. Đây là Dubai. So last time I think want to go travel is very difficult. Và lần gần đây nhất thì tôi có đi du lịch và rất là khác biệt. But now if you work with hard to get with Amway, every year you got a free travel. Và bây giờ nếu mà mỗi năm các bạn cố gắng làm với Amway thì sau này các bạn sẽ được đi rất là nhiều. This one Iguazu Falls is very famous in the world. Đây là một cái thác Iguazu, là một cái thác rất là nổi tiếng trên thế giới. In South America, Brazil. Ở phía phía Nam Mỹ, ở Nam Mỹ, Brazil. Brazil, yeah. Very, very beautiful fall. Rất là một cái thác rất là đẹp. Đẹp thiệt quá, nhìn đã quá. And also we go travel with helicopter. Và chúng tôi đi du lịch. Và đứng tôi đi du lịch thì ở cấp độ của chúng tôi thì chúng tôi đã được đi máy bay riêng á các bạn. We also go to Brazil, this very famous location. Và đây cũng là một cái điểm rất là nổi tiếng ở Brazil. Đẹp quá. And another place I go visit is Machu Picchu. Và có một nơi nữa chúng tôi đến đó gọi là Machu Picchu. Machu Picchu is one of the seven wonders in the world. Đây là một trong bảy kỳ quan của thế giới. Một trong bảy kỳ quan của thế giới các bạn. We travel with a VIP train, special train. Và chúng tôi đi với những cái chuyến mà gọi là rất là VIP các bạn. It's a very beautiful place in the world. Đây là một cái cảnh rất là đẹp trên thế giới. Quá đẹp, quá đẹp. So last year I go A60. I also take my children together. So we go to Niagara Falls. Và năm rồi thì chúng tôi đi dự A60 thì tôi cũng có mang đi cùng với những đứa con của chúng tôi đến cái đảo, đến cái thác Agana. Trời ơi đẹp quá. And I also take my FC from China, we travel together to Yellowstone. Và chúng tôi cũng có đi chung với đoàn FC ở Trung Quốc đến cái viên vàng, hòn đá vàng. FC from China, my now này. China, we go together to Yellowstone. Và những FC ở China này là những FC của thuộc hệ thống của các thầy luôn, của thầy luôn các bạn. We also go to New York Times Square. Và chúng tôi cũng có đến quảng trường New York. But don't go now, now very dangerous coronavirus. Nhưng mà không phải là bây giờ nha các bạn. Bây giờ thì New York rất là nguy hiểm. This year, Malaysia Diamond Trip is to the Finland to see the Northern Light.
Thì cái hôm năm nay á, chuyến đi mà Diamond Trip ở Malaysia á, là được đi đến Phần Lan. Phần Lan, cái nơi mà diễn ra cái này gọi là hiện tượng quang học Lan. không? Dạ. Next year, our diamond trip is go to New York again. Vâng, và năm sau á, thì chuyến đi của Diamond á, là sẽ tới New York nữa năm 2021. Maybe we don't want Và có thể là chúng tôi không 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 đi được nếu mà dịch mà chưa chưa hết các bạn nha. So in Amway, I not only build my Amway business in Malaysia, I build Amway business in the world. Vâng, thì đối với Amway thì tôi không những là xây dựng cái sự nghiệp kinh doanh Amway ở Malaysia mà tôi còn có thể xây dựng sự nghiệp Amway trên toàn thế giới. Hey, today you do Amway in Vietnam. You learn, you become expert. Then you got the experience. In future, you can do your Amway business in the whole world. Vâng, vậy thì hôm nay nếu mà các bạn bắt đầu Amway, các bạn tập trung vào Amway, các bạn sẽ trở thành chuyên gia, các bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm, thì từ sau đó là các bạn có thể đi ra khắp thế giới để các bạn làm Amway. This is my Amway ADA number in many countries. Wow, và đây là mã số Amway của thầy ở rất là nhiều nơi trên thế giới. Wow. In China, Hong Kong, India, everywhere, I got my network in the country. Vâng, và các bạn thấy không ạ? Mã số Amway của thầy ở Úc, ở Trung Quốc, ở Hồng Kông, ở mấy nước quá trời luôn. This one is India. India, I'm 21% in India, silver Wow. producer. Và ở đây á là thầy là tấm hình này thầy chụp ở Ấn Độ và thầy đã trở thành một silver là 21% á silver ở Ấn Độ rồi đó bạn. So this is the Vietnam market. Vietnam market 2008, I come to Vietnam first time. Vâng, và đây là thị trường ở Việt Nam. Năm 2008, thầy đã đến Việt Nam. This meeting in Vietnam is the first meeting I do in Vietnam. Và cái buổi hội thảo này là cái buổi đầu tiên mà thầy làm tại thị trường Việt Nam. And this is the second time I go to Vietnam. Và đây là cái lần đầu thứ hai mà chúng tôi đến Việt Nam, thầy đến Việt Nam. So when 2008 and we start in Vietnam, we start to build the network in Vietnam. Và từ năm 2008 mà khi mà Amway bắt đầu xây dựng ở Việt Nam thì chúng tôi cũng đến để xây dựng thị trường ở Việt Nam. I'm sure this is Mr. Yaming's house. Chắc các bạn có biết thầy Jamin Song. His house. You the first meeting. Dạ, của thầy Nhật Minh. Dạ, thầy Nhật Minh. Yaming house. Dạ. So Yaming become the founder diamond in Vietnam. À, và anh chị Nhật Minh đó đã trở thành Founder Diamond ở Việt Nam. I sponsor Yaming in Vietnam, then Yaming build the network in Vietnam. Ừ, và tôi đã đến bảo trợ được thầy Nhật Minh và thầy Nhật Minh đã xây dựng thị trường Amway tại Việt Nam. I don't know Yaming, Dạ, but in the internet, I know somebody introduced to me Yaming. À, tôi thì tôi không biết anh Nhật Minh nhưng mà thông qua internet á, là có một số bạn đã giới thiệu anh Nhật Minh cho tôi. So Amway business opportunity is everywhere. You try, you got, then you only got chance. Vâng. Và Amway á, thì nó là một cái cơ hội nó nằm ở khắp mọi nơi và nếu mà các bạn thử và các bạn coi làm á, thì các bạn sẽ thấy nó. So now in Vietnam, the network also become a big network in Vietnam. Và ở Việt Nam thì bây giờ thì kinh doanh Amway đó đã trở thành một cái kinh doanh rất là lớn ở Việt Nam rồi. We got many very good dealer in Vietnam, like Diamond Vân, Diamond Mai, all are good dealers, and also Trung Quang Minh. All these are very, very good dealer. So they are going to be future crown ambassador in Vietnam. Thì hiện tại thì chúng tôi có rất là nhiều những leader cực kỳ giỏi tại Việt Nam như là Diamond Quân, Diamond chú Hay, cô Mai và như là lãnh đạo Trương Văn Bình của chúng ta. Thì hiện tại họ chỉ là Diamond nhưng mà nhất định là trong tương lai họ sẽ là Grand Ambassador. So all the Vietnam leader are very, very excited, very good. They are very excited. Tất cả các leader Việt Nam thì rất là tuyệt vời, họ luôn luôn hào hứng.
This is my China group. China, I got a big organization in China. My now nay, he's the FC, Dr. Hong. Dr. Hong. Đây là cái những cái người mà gọi là hợp đối tác của tôi tại Trung Quốc. Và Trung Quốc thì hiện giờ có rất là nhiều leader to rồi các bạn. Và bây giờ ở đây là một cái leader gọi là FC của tôi tại Trung Quốc. Ông ấy tên là Hữu. Amway is a very good business. It's very fair. So sometimes your now line is very good. Some now line can overtake you. So it's very fair business. Vâng, Amway là một sự nghiệp rất là công bằng. Nhiều khi đôi khi là tuyến dưới của các bạn á, có thể là đạt những cái vị trí nó còn cao hơn các bạn nữa, và có thể là họ ảnh hưởng lại ngược lại các bạn nữa. So Dr. Hong is FC. I still not yet FC. So Amway is very fair. Fair business. À, ông thầy Hữu, ông Hữu thì đã trở thành FC, nhưng mà nhiều khi tôi thì giờ tôi cũng chưa thành FC, nhưng mà thầy, ông Hữu là tiếng dưới của tôi đã trở thành FC. Vì thế Amway rất là công bằng. Now Amway change to Amway 2.0. Bây giờ thì Amway đã chuyển sang cái thế hệ mới 4.0. Thế hệ mới 4.0 của Amway. Yeah, Amway with the internet technology become Amway 2.0, new Amway. Và sử dụng mạng công nghệ internet để xây dựng sự nghiệp kinh doanh Amway. So our founder, Luck DeVos and Steve Ananda, they are the boss of the Amway, but they already changed Amway into internet technology. Vâng, hai nhà đồng sáng lập đã dần dần chuyển đổi Amway từ 2.0 để lên thành 4.0 và làm sao để phù hợp với cái tình hình internet hiện nay. Internet can connect everything. Và internet thì có thể kết nối tất cả mọi thứ ạ. Because of internet today I'm in Malaysia, I can share with you in Vietnam. Vâng. Và cũng vì internet, nhờ internet mà tôi có thể đang ở Malaysia và tôi có thể nói chuyện và chia sẻ với các bạn tại Việt Nam. So with the internet trên thế giới. So but in Amway, everything we want to build bigger, we need to sponsor more people. Vâng, và để phát triển Amway to hơn thì chúng ta không quên việc là phải bảo trợ ra được người mới. When my sponsor introduced Amway to me, I feel very I think direct selling is very good opportunity. Khi mà tuyến trên á của tôi chia sẻ giới thiệu cho tôi về Amway thì tôi cũng có hiểu được rằng là Amway là một cái kinh doanh rất là lớn. Because a lot of people know if they are working for people, they cannot be successful. Và rất là nhiều người họ biết rằng là họ làm cho những người khác nhưng mà chưa chắc gì họ sẽ thành công. So they want to do business but they got no opportunity, they got no money, they got no experience. Họ cũng đang so rất they là cannot muốn do làm business. Kinh doanh nhưng mà họ không có tiền, họ không có vốn, họ không có kinh nghiệm. Vì thế họ cũng không thể làm kinh doanh được. So when direct selling coming, direct selling coming is giving everybody opportunity to start business. Và khi mà kinh doanh bán hàng trực tiếp đến thì nó đã cho rất là nhiều người những cái cơ hội để mà có thể tự làm kinh doanh. Because you got no money, you got no experience, no problem. The company will do all this for you. So you just have to work with the company, you can start a business. Vâng. Thì với Amway bạn không cần có cần phải nhiều tiền, không cần phải có kinh nghiệm, công ty sẽ giúp bạn phát triển cái điều đó để bạn có thể phát triển kinh doanh. So all the risk, everything, all company will take care. So we only have to work hard with our spare time, with our time, we work hard, we can build a business. Vâng, và chúng ta chỉ cần là làm việc chăm chỉ thì cái cơ hội kinh doanh này nó sẽ phát triển theo chúng ta. Mọi rủi ro công ty đã lo hết rồi. So but today Amway change technology with the internet technology. Và hôm nay thì công ty đã bắt đầu thay đổi cái công nghệ. We make the direct selling more easier for our ABO.
Vâng, và họ đã làm cho cái kinh doanh Amway càng ngày càng dễ hơn cho những nhà phân phối của chúng ta. So Amway still do all the products development and manufacturing. So but our ABO, we just need to do the expansion. Vâng. Just to need to do the expansion only. The delivery, everything do by Amway. Vâng. Công ty đã lo những cái khâu như là phát triển sản phẩm, mọi thứ, thì chúng ta chỉ cần làm sao để đưa cái sản phẩm đó ra ngoài, ngay cả cái việc mà giao hàng công ty cũng lo luôn. So in future, ABO is very easy. Our job is concentrate to build up your network. Then everything Amway will do for you. The delivery, everything Amway will do for you. Và trong tương lai nó lại càng dễ hơn cho những nhà phân phối, bởi vì chúng ta có thể dễ dàng sao chép cái kinh doanh Amway này cho người khác. Mọi thứ công ty đã lo sẵn cho chúng ta. But today coronavirus is affecting the whole world. Và hiện nay thì coi như là cơn dịch Corona-19 vừa rồi đã ảnh hưởng trên toàn cầu. Because of coronavirus, a lot of people start to think over about their health and their job. Và với cái virus corona này làm cho mọi người phải nghĩ rất là nhiều về cái công ăn việc làm của họ. So a lot of people maybe they will lose their job. Nhiều người sẽ bị mất việc. A lot of company maybe they have to close now. Nhiều công ty sẽ phải đóng cửa. This Expedia is the big one of the very famous company online for booking the air ticket, the hotel. Because of coronavirus, they have to lay off 3,000 people. Có một cái công ty họ phải sa thải đến 3,000 người. Khi mà bị ảnh hưởng bởi cái virus corona, đó là công ty liên quan đến vấn đề về du lịch và bán vé. Malaysia Airlines is a very big company. They also have to ask the employee, 13,000 employee, to take unpaid leave, no salary. Và công ty ở Malaysia nhiều Malaysia. Vâng, đã phải coi như là cắt giảm tới 13,000 nhân viên, cắt giảm lương đó các bạn, 13,000 nhân viên. The Malaysia very famous resort Genting Highlands. The first time they had to close all the hotel. Các bạn ở bên Malaysia có cái ngành mà gọi là cái ngành resort đó, thì trong đó có một cái resort nó rất là nổi tiếng, nhưng mà rất tiếc là bây giờ cũng phải đóng cửa lại luôn. This Genting Hotel is the world's biggest hotel, got about 8,000 rooms, but they have to close for more than 1 month. Phòng ở cái cao nguyên Genting á cũng phải bị đóng lại. And because of the control, the movement control, maybe Malaysia in our country maybe will have 2.4 million will lose their job. 2.4 million. Vâng, và cũng vì cái căn dịch này mà ở Malaysia thì cũng có là 2.4 triệu người phải nghỉ việc. In Korea, 3 months already 1,600 restaurant closed. Ở Hàn Quốc thì có 1,600 the restaurant close. Nhà hàng. 1,600 cái nhà hàng bị đóng cửa. So also very famous Olympic in Tokyo also postponed next year. Và cái cuộc mà thi Olympic ở Nhật có cũng phải tạm dừng và phải dời qua năm sau. Olympic postponed, Japan have to lose the money, have to pay 40 billion USD. Wow, 40 billion. Và 40 billion. Yeah. USD. Yeah. Và cái cuộc Olympic vừa rồi á thì Nhật cũng phải chịu mất cái số tiền là 40
40 tỷ USD. So today, coronavirus, a lot of people realize their job maybe no security. Vâng, và cái dịch corona vừa rồi đã có hàng triệu người phải coi như nghỉ việc và không có một cái sự đảm bảo gì hết. Few days ago, Malaysia, we got a diamond meeting with a company. The company report to us for January to March, Amway business is going up. Amway business going up. Yeah. Và cách đây vài ngày thì chúng tôi có họp một cái buổi diamond với Amway Malaysia. Thì Amway Malaysia có thông báo rằng là doanh số của Amway từ tháng 1 đến tháng 3 thì luôn luôn tăng ạ. À. So today we are in Amway business. We are very lucky because our company, the product is, they, a lot of customers need our products. Vâng. Và chúng ta rất là may mắn vì chúng ta là kinh doanh với Amway, bởi vì những cái sản phẩm của Amway thì nó rất cần thiết với con người trong cái thời điểm này. And even though we cannot go out, but Amway support us. Amway help us to deliver products to our customer. Và ngay cả chúng ta không cần phải đi ra ngoài mà Amway cũng có thể hỗ trợ của chúng họ hỗ trợ cho chúng ta cái việc mà đưa hàng tới cho khách hàng của chúng ta. So all the active ABO, they are income not affected. Vâng, và tất cả những người nhà phân phối mà đang hoạt động á là doanh số của họ đều được giống như là tăng lên. And we are very lucky because we are in Amway, so the business continue to grow. Chúng ta rất là may mắn khi mà làm Amway, bởi vì là kinh doanh của chúng ta vẫn đang phát triển. So Amway in Vietnam is very good. Và Amway ở Việt Nam thì rất là tuyệt vời các bạn. The potential is very big in Vietnam. Vâng, cái tiềm năng á nó rất là lớn tại Việt Nam. Yeah, maybe some people they still feel Amway is not easy to do, but don't worry, but the market is very big. Yeah. Có thể là một số người họ sẽ nói rằng là Amway khó làm lắm, nhưng mà đừng lo, thị trường nó cực kỳ lớn. Malaysia we just have 32 million population. But Vietnam got 100 million. Dân số của Malaysia chúng tôi thì có 32 triệu dân thôi, nhưng mà dân số của Việt Nam của các bạn tới 100 triệu dân lận á. Malaysia Amway already 44 years in Amway, Malaysia. Amway ở Malaysia là 44 năm. Amway ở Malaysia đã có 44 năm rồi đó các bạn. Oh, Amway Vietnam only about 13 years. So population very big, another 50 years also big market. Vâng. Và trong khi á là Amway ở Việt Nam thì mới có 11 năm mà 11 12 năm mà trong khi dân số thì hả là rất là lớn, nên là 15 năm nữa thì Amway của Việt Nam coi như là một thị trường cực kỳ tuyệt vời luôn. So I hope the Vietnam ABO, you must grab the opportunity. Don't let go. Then learn how to build the business. We will support you. Vâng. Và tôi rất là hy vọng những nhà phân phối của Amway Việt Nam, các bạn có bỏ cuộc và chúng tôi luôn luôn hỗ trợ để các bạn có thể phát triển kinh doanh Amway tại Việt Nam. Because Vietnam population is ranked number 17 in the world. 17. Và dân số Nam mình là đứng thứ 17 trên toàn thế giới. Rồi dân số đông á đứng thứ 17. Very huge market. Very big market for you. Một thị trường rất lớn cho chúng ta. And also Amway Vietnam is the newest market. The after Vietnam no more new market. Vietnam is the last market Amway open. So Amway is the new baby for us. Amway is the new baby. Vâng, và Amway á là thị trường Amway Việt Nam là thị trường mới nhất của Amway toàn cầu, và sau Amway thì chưa có thị trường nào mới hết. Nhưng mà đối với Amway toàn cầu thì Amway Việt Nam mình nó giống như là một cái em bé mà mới được sinh ra vậy đó. So there is a big potential to build the big network in Vietnam. Và nó có rất là nhiều tiềm năng để chúng ta có thể xây dựng cái cơ hội Amway lớn tại Việt Nam. And Amway Việt Nam also got the factory. Malaysia Amway 44 years, no factory. But Vietnam, government very good.
Government asked Amway to open factory in Vietnam. Vâng. Và các bạn biết không, ở Malaysia là 44 năm rồi nhưng mà Amway không có nhà máy. Còn ở Việt Nam á, thì Amway Việt Nam á, thì có luôn nhà máy và chính phủ của chúng ta là cũng yêu cầu Amway mở nhà máy tại Việt Nam. So the market is a very very good for you to build and for the Vietnamese to believe in the company because there is a big factory in Vietnam. Vâng. Vì thế là kinh doanh Amway của chúng ta là một cái kinh doanh rất là lớn và rất là nhiều người Việt Nam sẽ có cái niềm tin về Amway và sẽ xây dựng được một cái thị trường lớn tại Việt Nam. So now the ABO in Vietnam, you have to quickly build up the network. Because you build the network in future, Amway got many new products coming in. Vâng. Vì thế là các bạn ở Việt Nam hãy nhanh nhất có thể mà chúng ta cùng nhau xây dựng thị trường Amway tại Việt Nam, bởi vì Amway còn có rất là nhiều sản phẩm khác mới nữa về Việt Nam trong tương lai. Amway Vietnam is going to explode the market, the sale is going to explode maybe within 3 to 5 years. The market will explode. Yeah. Và big growth. Và Amway Việt Nam trong tương lai khoảng 3 đến 5 năm tới nó sẽ phải bùng nổ rất là nhiều và có thể là tạo làm một cái thị trường rất là lớn. Because got many new products Vietnam still don't have, like Atmosphere Sky. Yeah. Big product. Yeah. This product go in, your business will grow very fast. Yeah. Và bởi vì còn rất là nhiều cái sản phẩm mới mà hiện giờ ở Việt Nam chưa có mặt. Ví dụ như là cái máy lọc không khí nè các bạn. Đây là cái máy lọc không khí và thầy tin rằng là khi mà máy lọc không khí về Việt Nam thì bắt đầu là thị trường nó sẽ bùng nổ. Amway Việt Nam just now selling all the Neutralite, the product not so expensive, but the high ticket product launch in Vietnam, the business will grow very fast. Yeah. Hiện tại thì thị trường Amway Việt Nam chỉ bán những cái sản phẩm như Nutrilite và một số sản phẩm giống như cái giá trị nó không có cao. Vì thế khi mà những cái sản phẩm này mà nó về á, thì cái giá trị nó cao á, thì doanh số của các bạn và thị trường cũng sẽ rất là phát triển nhanh. This product will go into Amway Vietnam market, I think between 3 to 5 years, sure go to market. Tôi tin rằng là khoảng 3 đến 5 năm nữa thì những cái sản phẩm này sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam. And also this product, I think many Vietnamese like this product, Water E-Spring. Tôi đây là cái máy lọc nước và tôi tin rằng là có rất rất là nhiều người Việt Nam đã thích và rất là mong cái máy lọc nước này, máy lọc nước E-Spring của Amway. Just imagine if E-Spring, Atmosphere Sky go to Vietnam market, you want to build a 21% is no problem, very easy. Và khi mà tôi tin rằng là khi mà cái máy lọc nước này hoặc là và cái máy mà lọc không khí về Việt Nam thì cái việc mà bạn lên 21% không khó một chút xíu nào. So when this market and this product go to Vietnam market, Amway Vietnam business will grow very fast. Vâng, và khi mà những sản phẩm này về Việt Nam thì thị trường kinh doanh Amway tại Việt Nam sẽ phát triển rất nhanh. But you don't ask when this product coming in, you better build out your network first. If you got a big network, this product go in, then you will benefit a lot. Bạn đừng bao giờ hỏi là khi nào máy này sẽ về, mà các bạn hãy tập trung xây dựng cho mình một cái hệ thống lớn nhất và sẵn sàng nhất có thể. Thì khi những cái máy này về thì bảo đảm doanh số của bạn tự động lên luôn. If you got only 10 ABO, this product go in, maybe you cannot benefit a lot. If you got 10,000 ABO in your network, then this product go in, maybe you will grow very, very big. Vâng. Ví dụ như mà khi mà bạn có chỉ có khoảng 10 nhà phân phối trong hệ thống bạn thôi, thì cái máy này về, thì bạn cũng không có được tăng bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà dưới bạn có 10.000 nhà phân phối, thì khi cái máy này về, thì bạn nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn doanh số bạn tăng rất là nhanh. So everything is possible. If you think you can do it, everything is possible. Vâng, mọi việc đều có thể nếu mà bạn nghĩ là bạn có thể làm được. So dreaming and the goal, the difference is action. Vâng, ước mơ và mục tiêu nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là hành động. So for me, I just want to show you if you think you can do it, you can achieve it.
Because sometimes you think it's difficult, but if you think you want to get it, you can get it. Vâng. Khi nào mà bạn nghĩ là bạn có thể thì bạn có thể đạt được bất cứ điều gì bạn muốn. Nha. Đó. 3 years ago, Malaysia Amway organized the body key. Cách đây 3 năm thì Amway ở Malaysia có tổ chức một cuộc thi body key. So I'm the diamond, so I take my platinum go and join the body key program. Và tôi là diamond thì tôi cũng rủ 2 platinum của tôi đi tham gia cái cuộc thi body key đó. But I think I cannot do body key because I cannot do streaming. I cannot. Tôi nghĩ lúc đầu tôi nghĩ là tôi không thể tham gia cái body key này bởi vì tôi cảm thấy khó khăn quá khi mà để giảm cân á. But after 2 days training, I make three of us, our team make a decision. We want to do our best. Và sau 2 ngày huấn luyện thì 3 người chúng tôi đã bắt đầu thay đổi quan điểm và bắt đầu cố gắng làm, bắt đầu thực hiện. I remember when I go to Vietnam, I still do the body key program. I go Vietnam and I go and take the ticket from Adam Chang. I take the ticket from Adam Chang. Và tôi nhớ là cái đợt mà tôi qua Việt Nam đó là nó đang trong cái cuộc thi body key và tôi cũng đã thực hiện body key tại Việt Nam. Và lúc tôi còn nhớ là đến lúc đó là tôi có đến thầy Adam Chang để tôi lấy mấy cái vé. Because I just start the body key program maybe 2 weeks. So, but I still 60 days. I have to do the body key. So, only start two weeks. I go to Vietnam for rally. I take the ticket from Adam Chang. Vâng. Và lúc đó đó là khi mà thầy qua Việt Nam để gặp thầy Adam Chang để lấy vé hội nghị thì lúc đó là thầy bắt đầu cái cuộc thi body key đó mới chỉ 2 tuần thôi, trong khi là cái cuộc thi đó thì tới 60 ngày lận. Vì thế là thầy vẫn qua Việt Nam và thầy vẫn làm body key ở bên Việt Nam. In afternoon, very hot. Vietnam very hot afternoon. Vào buổi trưa là Việt Nam rất là nóng. Nóng lắm. But I went to do the walking. 10,000 steps. I want to do the 10,000 steps. Nhưng mà tôi vẫn ra ngoài và là vận động để đi bộ để làm sao để đạt được 10,000 bước chân. So from the hotel, I walk to Adam Chang's house to take the ticket. Và từ cái khách sạn tôi ở Việt Nam đó là tôi quyết định đi bộ tới nhà của thầy Adam Chang để lấy vé. Then sweating, very hot, sweat. And Adam Chang say, "What are you doing?" I say, "I do body key program." Và khi tôi tới nhà thầy Adam Chang thì coi như là người ngậm tôi nó ướt nhẹp hết trơn. Và thầy Adam Chang hết hồn, thầy Adam Chang hỏi, "Ô, ông làm cái gì vậy?" Nói do tôi đang dự thi body key. Adam Chang say, "Oh, Mr. An, this type of thing that the young people do. We don't do this thing lah. We don't need to do this thing." Thầy Adam Chang nói, trời ơi, ông An ơi, đây là để cho đứa trẻ nó làm, còn mình đừng có làm. But for me, I already make up our mind with our team. We want to do the best. So if you want to do the best, you must commitment. You must really do it. Action. Và đối với tôi á, thì tôi đã cam kết, tôi đã hứa với đội nhóm và với những cái tiếng dưới của tôi thì bây giờ tôi phải làm, phải cam kết, phải làm những gì tốt nhất có thể đó, để giữ cái cam kết của mình. After the rally finish, Trung Quang Minh or Diamond send me to my hotel. When they go back, I go outside and walking. Và sau khi cái hội nghị của cái tối hôm đó xong á thì có một người đã đưa tôi về khách sạn, và sau khi đưa tôi về khách sạn xong thì người đó về thì tôi ở đó ở khách sạn bắt đầu tôi bước ra ngoài tôi đi bộ tiếp. So everything if you want is possible, you can do it. Vâng, vậy thì là mọi chuyện mà nếu mà mình đã muốn rồi thì mình sẽ làm được. So do Amway is the same. Today you do Amway, you want to achieve your goal. You don't care who other people what they talk, but you must remember your goal. So you must work on it. Và làm Amway cũng vậy. Vâng, và làm Amway cũng vậy. Bạn đừng quan tâm đến người khác nói cái gì. Bạn chỉ cần tập trung vào cái mục tiêu của mình và cứ việc làm. So because we want to do our best, so I want to do it together. So I every day I work hard on the body key program.
Vâng, và tôi muốn làm những việc tốt nhất có thể, nên là cứ mỗi ngày tôi cứ việc làm, tôi cứ việc làm đúng với cái mục tiêu của tôi. But I feel this is a very good journey. I enjoy. We enjoy the journey. We don't feel difficult. You feel this is the journey to success. So that you enjoy the journey. It's very good. Và đối với tôi thì cái chuyến phi body kia vừa rồi nó giống như một hành trình, và tôi cảm thấy rất là thú vị và rất là thích thú với cái hành trình đó, giống như tôi đang hưởng thụ cho mình cái hành trình đó. So after 60 days, I really seem now very good in Malaysia. Và sau 60 ngày thì tôi đã giảm được cân, và các bạn thấy đó không ạ? Tôi rất là khỏe không? And we are the team. We get the Malaysia champion. Vâng, và chúng tôi, đội của chúng tôi đã đoạt giải ở Malaysia. Wow. Because we got a champion, so I share my experience in China, in Philippines, in Vietnam. So many people also do body key. Vâng, và khi sau khi tôi đoạt giải rồi á, thì tôi đi chia sẻ ở Philippines, ở Trung Quốc, ở Việt Nam, và rất là nhiều người đã được tôi chia sẻ ra. Because all the people don't believe I can get good result. Và rất là nhiều người, bởi vì rất là nhiều người họ không tin rằng tôi có thể đạt được cái kết quả này. Because of my success story, so they are very excited and they also do it. So now in China, I think in Vietnam also got my group, many people do body key very well. Vâng. Nhưng mà sau khi thấy sự thay đổi của tôi thì rất là nhiều nhóm người quen biết tôi ở Trung Quốc, ở Việt Nam cũng đã bắt đầu làm body key rất là tốt. Trời. So everything if you think you want, you can do it. Mọi thứ nếu mà bạn cảm thấy là bạn muốn là bạn có thể làm được. Wow. So today you know about MA opportunity. You know about the coronavirus. Is many job or maybe many company is not secure. So this is a good opportunity for you to work in this business so that you can build out your network in Vietnam. Thì trong thời điểm này á, là trong thời điểm corona này mà bạn biết đến cơ hội Amway, thì bạn hãy nắm bắt nó và xây dựng nó để có một cái sự nghiệp tốt cho bản thân mình. And especially I know in Vietnam now you join ABO is no need to pay, is free of charge. So you can sponsor a lot of people and share with them the opportunity. Và hiện nay thì tôi cũng biết là ở Việt Nam á, khi mà bạn gia nhập á là cũng miễn phí luôn rồi. Vì thế là chúng ta hãy cố gắng đi bảo trợ, đi mở ra thêm nhiều cái người mới, chia sẻ cái cơ hội này cho nhiều người hơn nữa. And now in Vietnam now you sponsor people so they can join, and also now we got a lot of the Zoom meeting they can learn how to do the business on Zoom because we are Zoom meeting now is very very convenient now. Thì hiện tại á, là khi mà các bạn bảo trợ ở Việt Nam thì hiện giờ ở Việt Nam đã có rất là nhiều cái người để sử dụng Zoom á các bạn, để mà hỗ trợ. Vì thế là Zoom hiện giờ nó đang rất là thịnh hành và nó rất là tiện lợi, nên là các bạn hãy thoải mái và bảo trợ và mời họ vào Zoom để nghe. So I hope all the Vietnam leader work hard together. We will support you. We got Zoom meeting also we can support you. So I chúc mừng everybody success. Vâng, và tôi hy vọng là tất cả các leader ở Việt Nam hãy cùng nhau làm việc tích cực, và chúng tôi luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn qua Zoom, ngay cả ở chúng tôi đang ở nước ngoài. So no matter what challenge you face, don't worry. Challenge we know how to handle. We will help you to handle it. Đừng có quan trọng quá những cái thử thách mà hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt, mà chúng ta chỉ cần là chúng ta cam kết thì thầy sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho chúng ta. Set the goal A70 go to America. I see you in A70. Vâng, hãy thiết lập mục tiêu để A70 chúng ta sẽ được gặp nhau, và thầy sẽ gặp các bạn ở A70.
All gold, diamond and above. Vâng, và nhất định chúng ta sẽ là diamond và có thể cao hơn nữa. Chúc mừng. Vâng, chúc mừng tất cả các bạn. Good night. Thank you, Miss Anne, so much. Thank you, sir. Thank you, Miss Anne, okay. So much. Yes, okay. See you at the stop. Chào chị em lão sư. Okay. Yeah. Thank okay. you so much, lão sư. Chúng ta cùng bật nhau lên hết và cảm ơn thầy được không ạ? Okay. Okay. Tất cả chúng ta bật lên, chúng ta sẽ vỗ tay với anh chị nha. 2, 3, yes. Thank you, Mr. An. Thank you, Mr. An. See you soon, lão sư. See you soon. Yes. Okay. Very good. Các chị ơi, vô cùng cảm ơn cái phần chia sẻ rất là tuyệt vời của thầy và hy vọng là lần tới chúng ta sẽ được thầy chia sẻ cái câu chuyện thành công của thầy nữa. Thì thông qua cái câu chuyện của thầy á, chúng ta cảm nhận được cái cuộc sống của cái người sau khi thành công với em quay là vô cùng tuyệt vời. Bao nhiêu anh chị cảm nhận được điều này ạ? Và chúng ta hãy gửi một cái tin nhắn, một cái lời chat để cảm ơn thầy và tương lai của thầy, hiện tại của thầy chính là tương lai của chúng ta. Các anh chị có tin tưởng tuyệt đối vào điều này không ạ? Chắc chắn là các anh chị sẽ tin tưởng rất là nhiều vào cái điều này. Và mình cảm ơn thầy vì thầy đã cho chúng ta thấy một cái bức tranh rất là rõ ràng. Và chúng ta nhìn thấy bức tranh của thầy cũng là bức tranh của chúng ta, đúng không các anh chị? Và thời gian cũng đã trễ rồi. Thì xin mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ về cái phòng họp của mình, phòng của chị Nhã Thu, chị Ngân, anh Hiếu, Trà Giang, rồi một số phòng của anh chị, là mỗi người đều, mỗi lãnh đạo đều có một cái phòng riêng. Các anh chị hãy nhận tin nhắn trong group Zalo, trong nhóm Zalo. Còn các anh chị trong đội nhóm của mình thì các anh chị có thể quay lại phòng này để chúng ta bắt đầu after meeting các anh chị nhé. Và mình sẽ tắt phòng này và sau đó chúng ta một vài phút chúng ta sẽ quay lại. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Thank you so much, Mr. An. See you again. Yes, okay. Thank you, yeah.